Cho nên phát tâm đại từ bi cứu chúng sinh thoát khỏi mê hoặc điên đảo từ trong biển khổ. Những gì Bồ Tát làm đều thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Ngài đến khắp cùng tất cả pháp giới để giáo hóa chúng sinh. Chư Phật và Bồ Tát, Phật Pháp thế gian Pháp, nếu thấy đó chân thật, tất cả cùng khác biệt. Mười phương tất cả chư Phật và các Bồ Tát, Phật Pháp và Pháp thế gian, giả sử thấy đó là chân thật, thì tất cả chẳng có gì phân biệt. Như Lai tạng Pháp thân khắp vào trong thế gian, tuy ở tại thế gian, nơi đời không chấp trước. Tạng Pháp thân của Như Lai vào trong khắp cùng thế giới chẳng lìa khỏi thế gian. Pháp thân của Phật tuy ở tại thế gian, mà đối với tất cả thế gian chẳng có sự chấp trước. Chẳng giống như chúng ta ở tại thế gian này, để chấp trước thế giới này, chấp trước thân này, chấp trước tất cả sự vật. Ví như nước trong sạch, hình bóng không đến đi, Pháp thân khắp thế gian nên biết cũng như vậy. Ví như nước trong sạch, có hình bóng gì thì sẽ hiện ra hình bóng đó. Hình bóng đó chẳng đi đến trong nước, cũng chẳng từ nước đi ra. Pháp thân khắp cùng nơi thế gian nên biết rằng cũng đạo lý như thế. Như vậy lìa nhiễm trước, thân đời đều thanh tịnh, sáng suốt như hư không, tất cả không có sinh. Tại sao phải như vậy? Tức là dạy chúng ta lìa khỏi nhiễm trước, đừng có trôi nổi quên về, nhận rằng đời ác năm trưởng này là cõi nước an lạc. Nếu lìa khỏi đời ác năm trưởng thì thân cũng thanh tịnh, thế giới cũng thanh tịnh, sáng suốt thường tịnh như vậy, giống như hư không, tất cả chẳng có sinh, tất cả chẳng có diệt. Biết thân không hết được, không sinh cũng không diệt, chẳng thường chẳng không thường, thì hiện các thế gian. Biết thân thể chẳng thể hết hoặc chẳng hết. Tại sao? Vì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Pháp thân của Phật chẳng có sinh cũng chẳng có diệt, chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, mà tùy duyên thị hiện nơi tất cả thế gian. Chẳng thường là thường, chẳng không thường là đoạn. Phật pháp chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có chẳng không. Diệt trừ các tà kiến, khai thị nơi chánh kiến, pháp tánh không đến đi, chẳng chấp tà của tà. Diệt trừ tất cả tà trì tà kiến, khai thị chúng sinh chánh tri chánh kiến, bản tánh của pháp cũng chẳng đến cũng chẳng đi, cũng chẳng chấp chặt vào cái ta, cũng chẳng chấp chặt vào của ta. Ví như nhà huyễn thuật thị hiện đủ thứ việc, nó không từ đâu đến cũng chẳng đi đến đâu. Ví như nhà huyễn thuật, ông ta thị hiện đủ thứ cảnh giới đó đến chẳng có chỗ đến, đi cũng chẳng có chỗ đi. Tại sao? Vì là hư vọng. Tánh huyễn chẳng có lượng, lại cũng chẳng không lượng, ở trong đại chúng đó thị hiện lượng vô lượng. Tánh huyễn cũng chẳng phải có số lượng, cũng chẳng